Và cả nhà mình đang làm bánh tráng, bỏ vô bịch để đem đi bán học sinh nha cả nhà. Có hai đứa con phụ luôn, hai đứa con trai này nhờ được rồi. À, bỏ nguyên liệu rồi vô bịch đi bo. Ken là cho Ken là kiểm tra nha, kiểm tra coi trong, kiểm tra trong bịch coi có thiếu gì thì báo cáo nha. Bo làm cẩn thận nha bo. Rồi, Ken vô làm việc đi. Siêng năng chăm chỉ vô. Phụ mẹ đi. Giờ mai mốt mẹ trả lương cho. Đúng rồi đó, như đó được rồi ba. Bo làm đi rồi ngày mai đi học. Mẹ cho tiền mua kẹo. Ken là kiểm tra nha, kiểm tra đầy đủ nguyên liệu nha. Cái nào đủ rồi thì bỏ qua một bên. Bo làm cẩn thận, khéo đổ nha con. Đâu? Nhìn lên bà coi. Wow, nhiều quá. Rồi. Vậy hả? Mới làm xíu than rồi. Trời, gỗ này nặng gì chứ. Mấy trăm ký. Rồi, một bịch vậy là 5.000 nha cả nhà. Ken, đụng ba. Ông Phan.
Rồi thôi, chào cả nhà. Tiếp tục làm đây.